Toàn thử rồi bà con ơi, thông tin mới nhất em cập nhật từ bên phía gia đình nhà chị Hà. Đã có một cái tối thậu thư gửi đến gia đình nhà anh Tuấn xà lơ này. Đó, sau bao nhiêu ngày tháng trời bà con mong đợi thì chúng ta cuối cùng cũng có ở cái ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về cái vấn đề là tại sao không thể bắt được anh Tuấn xà lơ nha. Và tại sao cái số tiền nó xài không bao giờ hết thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Đó, thì cái gọi là cái vấn đề thứ nhất thì bà con cô bác cũng biết rồi. Đấy, là ăn dùng tiền để mà lắt luật. Đó, mọi người thấy không? Anh Tuấn xà lơ này là không những gọi là bây giờ mua chuộc cả cái ông bán cám. Đó, mọi người biết không? Mua chuộc cả cái ông bán cám để ông nó không khai ra. Đó, nhiều cô chú chị đang thắc mắc là tại sao anh này anh lại mua được. Đấy, tại vì mọi người biết là đồng tiền nó làm mờ con mắt. Cái số tiền mọi người nghĩ đi, số tiền hàng tỷ đồng thì ai mà chả mà ham, ai chả mà rung lay lưu lắc, đúng không ạ? Và trong cái lúc mà thực hiện cái hành vi gây án á, chắc chắn 100% em xin thề với cô chú chị là không ai có thể là làm một cái việc đó một mình được. Đó, thế cho nên là phải có sự góp sức của hai hoặc ít nhất là ba người nha bà con. Mọi người biết là đưa cái con thuyền á, cái con thuyền nhỏ nhỏ để mà đưa xuống cái dòng sông. Đấy, con thuyền nó rất là nặng, một mình anh Tuấn không thể nào mà đưa xuống được. Đưa xuống dòng sông để làm gì? Để neo chị Hà dưới cái đáy xà lan. Đấy, và cái quãng thời gian phải nói là 12 ngày đêm. Thì ai là người gọi là đã chứng kiến cái điều đó? Dì Mười, mọi người ạ. Dì Mười. Mà tại sao dì Mười và dì Năm không tố cáo? Đấy, chúng ta tiếp tục phân tích về dì Mười và dì Năm này. Dì Năm là người là đã nợ tiền chị Hà một cái số tiền rất là lớn. Đó, cái số tiền phải nói là nợ mà mọi người. Nợ, cho nên là anh Tuấn này biết được cái điều đó và đã gọi điện cho chị dì Năm để mà trao đổi. Đấy, giúp đỡ anh Tuấn thực hiện cái hành vi. Tại vì trong cái lúc mà gọi là nợ nần chồng chất hàng trăm tỷ đồng á. Đó, nợ nần chồng chất hàng trăm tỷ đồng thì anh này anh túng quẫn quá mất, bắt đầu là làm liều. Đó, bắt đầu làm liều. Đấy, vì kiếm tiền trả nợ mà bây giờ là xin 1 triệu vợ không cho. Thì bây giờ là uống giờ tìm cách là nhậu nhẹt say để lấy cớ để phang vợ. Đó, phang vợ đến nỗi mà phải làm cái trò gọi là cái trò khốn lạn đấy. Mọi người biết là nó đánh mà nó dìm chị. Đó, đến nỗi mà chút cái hơi thở cuối cùng. Đấy, và cái vấn đề thứ hai cũng khá là quan trọng em muốn cập nhật cho tất cả bà con cô bác. Mọi người biết thông tin gì không? Đó chính là cái giấy tờ xét nghiệm pháp y bên phía bố mẹ của chị Hà cũng sẽ là gửi đến cho anh Tuấn xà lơ này. Tại vì sẽ có một cái thông tin mới nhất, đó chính là quay lại toàn bộ quá trình đấy, và sẽ tìm cho bằng được cái người bác sĩ mà đã làm cho chị Hà một cái giấy xin lỗi mọi người, làm cho anh Tuấn xà lơ này một cái giấy xét nghiệm pháp y giả. Để mà trong cái ngày vừa rồi là anh Tuấn gọi là dùng cái tờ đó để mà bảo vệ cho cái hành vi giết người của mình. Đấy, thì bà con các bác cũng biết rồi, điều này có thể nói là anh Tuấn này đã gọi là dùng cái số tiền vài triệu thì không mua chuộc được, nhưng nói thật mọi người, hàng trăm triệu thì chỉ là một cái giấy tờ pháp y giả thôi. Đó, pháp y giả là phổi chị không có nước cũng như là phổi chị có nồng độ cồn trong buổi hôm đó, thì cũng đã đủ khiến cho một số cái con người gọi là con người không hiểu biết, không dằn về luật pháp, họ nghĩ rằng anh Tuấn là vô tội. Nhưng mà mọi người không biết đằng sau đó là một cái quá trình gọi là tính toán đấy, từng ly từng tí. Tại vì mọi người biết là tiền thì anh đâu có thiếu. Đó, tiền thì anh đâu có thiếu đâu. Tiền bán xà lan, tiền gọi là bán đất đai nhà cửa mà không hề chia cho bên phía gia đình nhà vợ một đồng nào. Đó, và mọi người cũng biết là cậu năm cậu bảy là không hề có một cái đồng nào. Đấy là lý do tại sao mà rất là căm ghét, và bên phía gia đình chị Hà vẫn luôn tiếp tục tìm mọi bằng cách để
triệu hồi. Đó, đặc biệt nhất là đã có một thông tin của thanh tra đã xuống để mà làm việc. Thì trong ngày hôm nay sẽ có cái cuộc trò chuyện trực tiếp với anh Tuấn Sà Lơ tại nhà riêng. Và thậm chí là nếu có thể sẽ dùng gọi là xét nhà khẩn cấp luôn. Đó. Thì nhân đây thì em cũng xin thông báo cho tất cả mọi người một cái thông tin cực vui. Đó là nếu mà tìm được manh mối gì đó tại nhà anh Tuấn thì chúng ta chắc chắn 100% sẽ đưa anh Tuấn này vô ở cái lồng sắt để mà tạ tội. Đấy. Và tiếp tục một cái thông tin thứ ba là em muốn nói cho quý chị một cái thông tin, đó là nhiều người ấy, lầm tưởng rằng cái chết của chị Hà là do tai nạn. Đấy, là do chị tự ngã. Mọi người không biết được đằng sau cái sự thật đó là một sự thật kinh khủng như thế nào đâu. À, mọi người, nó bán đất thứ nhất, đập phá két sắt là thứ hai. Đó. Rồi cho chị uống thứ mà có nồng độ cồn là cái thứ ba. Đấy. Rồi sao? Bán xà lan là cái thứ tư. Sâu chuỗi lại tất cả vụ việc thì chúng ta có thể thấy rằng nó làm những cái điều đó chỉ vì tiền. Mà đồng tiền thì che mờ có tất cả, che mờ cả nhân tính con người, khiến cho chúng nó không thể nào mà quay đầu. Là một khi đã làm thì không thể nào quay đầu được. Đó. Thì dì Năm này lúc đầu cũng chỉ nghĩ là giúp thằng Tuấn Sà Lơ này một phần thôi, rồi sau đó sẽ quay đầu. Đó. Rồi sau không ngờ nha, không ngờ cái vụ việc này lại được sự quan tâm của cộng đồng mạng, lại được sự chú ý của tất cả mọi người, khiến cho dì Năm run lẩy bẩy. Đấy. Và bắt đầu là rất là sợ. Tại vì mình có tham gia, mình có giúp thằng Tuấn đạt được cái mục đích là gọi là giết người đấy. Cho nên là dì Năm bây giờ, mọi người biết là dì Năm đang run lẩy bẩy và mấy ngày nay không thấy đâu hết. Và bên cạnh đó là dì Mười thì sao? Dì Mười thì ối dồi ôi mọi người, dì Mười vừa nhập viện về. Nhập viện về tại vì khi mà được hỏi là dì có chứng kiến toàn bộ vụ việc đó hay không, và cái thời gian địa điểm chị Hà mất là khi nào, thì chị đó không, dì Mười không thể trả lời được. Và thậm chí là trả lời đại để mà cho qua loa, cho có, để người ta khỏi nghi vấn mình là đang giúp thằng Tuấn. Đấy. Thì tay đã nhúng chàm mọi người, tay đã nhúng chàm thì sao mà rút lại được. Thì chắc chắn 100% là anh Tuấn này lại gửi thêm một cái số tiền lớn nữa. Đấy, lại gửi thêm một cái số tiền lớn nữa để mà tiếp tục thực hiện cái hành vi gọi là quá là tàn nhẫn đối với chị Hà. Đấy. Thì hy vọng là quý cô chú anh chị, quý bà con cô bác, mọi người ai mà quan tâm cũng như là muốn lấy lại công bằng cho chị thì mọi người hãy gọi là comment phía dưới những cái suy nghĩ của tất cả mọi người. Liệu thử hỏi là em nói có đúng hay không. Đó. Em nói có đúng hay không, nói có sắt mắt có trứng mọi người, nói có sắt mắt có trứng. Và những cái gì mà anh Tuấn này gọi là cố tình là cho cộng đồng mạng thấy, anh cố tình cho cộng đồng mạng thấy là chắc chắn một điều rằng là anh này rất là lo sợ. Cho nên là anh làm một cái tạo hiện trường giả gọi là cây ngay không sợ chết đứng, để cộng đồng mạng có thể là có một sự cái niềm tin tưởng là anh Tuấn này vô tội. Đó. Nhưng mà mọi người không biết là cô dì chú bác họ gọi điện cho em rất là nhiều, là tất cả mọi thứ theo chuyên gia về tất cả cô, bốn chục cô chú chị chạy xà lan mấy chục năm nay, kinh nghiệm mấy chục năm, là một cây cổ thụ trong làng chạy xà lan. Đấy. Thì họ kể rằng là rất nhiều khả năng là anh Tuấn Sà Lơ này đó, nếu mà anh Tuấn chạy nhiều như vậy đó, mà tại sao anh lại không biết cái chỗ hư xà lan là chỗ nào, thì có thể thấy là anh này cố tình tạo dựng lên mọi thứ để mà che mắt thiên hạ. Đấy. Và cái vấn đề cuối cùng mà em cập nhật cho tất cả mọi người này, rất là quan trọng này, và vấn đề cuối cùng và cũng là mấu chốt của vấn đề trong cái vụ này, đó chính là 9 ngày nữa là cái ngày lễ 100 ngày của chị Hà. Đó. 100 ngày mất mà anh Tuấn này vẫn chưa thể nào mà đi tù được. Đấy. Và lúc này đến 100 ngày thì bà con lối xóm họ sẽ quay lại trở lại và tiếp tục gọi là cập nhật, tiếp tục cập gọi là quan tâm về cái vụ này nhiều hơn bao giờ hết. Thế cho nên là anh này anh cực kỳ sợ nha. Cho nên là
cái người ta đặt ra nghi vấn bây giờ là liệu anh Tuấn Xà Lơ này có tới mộ để mà đào mộ lên xóa một cái dấu vết gì đó hay không. Đấy, thì đây là một số cái suy đoán của cô chú chị gọi điện cho em. Và anh Tuấn sẽ chuẩn bị rất là nhiều thứ để mà trong cái ngày lễ 100 ngày của chị Hà sẽ không ai để ý tới. Và anh có thể là cây ngay không sợ chết đứng, cây ngay không sợ chết đứng nha bà con. Và anh có thể là ngang nhiên nó ra ngoài xã hội mà không sợ ai gọi là dòm ngó. Tại vì anh này anh đã thu xếp tất cả mọi thứ rồi, cho nên là không có ai có thể gọi là cáo buộc anh được. Đấy, một cái nước đi cực kỳ là chính xác, một cái nước đi phải nói là quá là ok của anh Tuấn Xà Lơ, đúng không bà con? Đấy. Đấy, tiếp tục này, 100 ngày lễ ngày mất của chị Hà cũng chính là cái nơi mà anh Tuấn này giấu xác. Đó. Và mọi người biết rằng là nếu mà anh Tuấn này không hề xuất hiện đó, thì mọi người biết là những cái ngày, những cái lúc mà chị mất đó, là anh này anh không hề xuất hiện, đúng bà con, anh này anh không hề xuất hiện. Đó là lý do tại sao mà cô dì chú bác, bà con lối xóm họ đều chắt móc là tại sao mày lại không xuất hiện, vợ mày mất mà mày lại đi chơi. Đấy, vợ mày mất mà mày đang ở đâu, ai làm ma chay cho vợ mày? Tất cả cô dì chú bác bên phía gia đình chị Hà làm ma chay. Mà trong lúc đó anh Tuấn này anh đang đi đâu, anh Tuấn này anh đang làm gì? Đấy, thì chỉ có trời đất đất biết được thôi. Đó, chứ nếu mà em thật, nếu mà biết thì không có đến lượt, không có đến lượt mà chúng ta quan tâm đến cái vụ này nhiều như vậy. Đó, tại vì rất là nhiều cô chú anh chị bức xúc về cái điều rằng là anh Tuấn này đã tạo dựng hiện trường giả để mà che mờ dư luận. Mọi người biết là CA đã vào cuộc. Đấy. CA đã vào cuộc nhưng mà không thấy manh mối nào hết. Thì mọi người biết là anh Tuấn này anh dùng tiền để mà lắt luật rất là nhiều. Đấy. Dùng tiền để mà gọi là mua chuộc thiên hạ, tạo dựng hiện trường giả. Thì mọi người không biết là cái số tiền két sắt theo thông tin mà bà con láng giềng gần dòng sông Vàm Cống họ cập nhật cho em là 30 tỷ nha. Tiền xà lan là 5 tỷ. Và tiền là cái gì nhỉ? Tiền nhà đất thì mọi người hàng trăm tỷ đó bà con. Đó, và không hề nhỏ đâu. Đấy, không hề nhỏ đâu bà con. Số tiền phải nói là quá là lớn, quá là nhiều. Và nó còn rất là nhiều cái vấn đề để mà quan tâm nữa bà con ạ. Đấy. Thì cô chú anh chị hãy cố gắng là lên tiếng. Tại vì nếu mà không lên tiếng thì chẳng lẽ để cho một cái thằng gọi là giết vợ, dìm vợ dưới dòng sông Vàm Cống 12 ngày trời, chết trôi chết nổi, trương phần, rồi tóc thì cho cả cái bình ác quy vô để mà rụng hết tóc. Thì đây là một cái tình tiết phải nói là tình tiết tăng nặng mọi người. Đấy, quá là khủng khiếp luôn. Đấy, em không ngờ trên cái xã hội này còn có một cái loại gọi là loại mất nhân tính như vậy. Đấy, thì bà con cô bác mà ủng hộ em, mọi người hãy like, share và đặc biệt nhất là hãy đăng ký kênh để theo dõi nha. Những cái thông tin mới chắc em sẽ cập nhật cho tất cả cô dì chú bác đó trên kênh Thiện Khám Phá này. Và đừng quên chia sẻ mạnh tay để cho nhiều người biết tới, cũng như là không để cho cái vụ án này chìm xuống nha bà con. Đấy, thì em sẽ cố gắng là lên tiếng tới cùng luôn, mặc cho anh Tuấn Xà Lơ này có dùng những cái biện pháp gì nữa thì chúng ta vẫn tiếp tục là cùng nhau chiến đấu nha. Và ngay ai mà chưa đăng ký kênh á, thì mọi người hãy đừng quên ủng hộ em bằng nút đăng ký kênh, theo dõi, like, share và đăng ký kênh để theo dõi cái quá trình gọi là quá trình đòi công bằng, công lý cho chị Hà đã khuất của chúng ta. Đấy, em cũng xin gọi là chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Và những ai mà có câu hỏi gì muốn đóng góp đấy, thì mọi người hãy tiếp tục gọi là đăng ký và gọi điện liên hệ đến số 0965 517 863 để trò chuyện trực tiếp về cái vụ việc của chị Hà này. Đấy, thì em cũng xin gọi là để cái phần số điện thoại của em và cái kênh của em trên màn hình để cô chú anh chị có thể xem. Đó. Và lời nói cuối cùng thì cũng xin chân thành là cảm ơn tất cả những ai đang yêu quý trên kênh Thiện Khám Phá. Và em sẽ cố gắng là theo cái vụ này tới cùng.
phân tích tất cả vấn đề để cho mọi người hiểu rõ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.